Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng có buổi tiếp xúc cử tri với phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Cử tri phường Hòa Cường Bắc đã được thông tin về tình hình kinh tế xã hội nổi bật của thành phố 5 tháng đầu năm, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri phường trong kỳ họp trước cũng như dự kiến các nội dung chính tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 sắp tới. Chia sẻ với những khó khăn của thành phố trong giai đoạn dịch bệnh và phục hồi hậu dịch, các cử tri phường Hòa Cường Bắc cũng kiến nghị với thành phố một số vấn đề dân sinh trên địa bàn thành phố nói chung, địa bàn phường nói riêng như ùn tắc giao thông nội đô, đặc biệt là ở đoạn quanh khu vực cầu Hòa Xuân, một số dự án chậm tiến độ hoặc hoàn thành nhưng chưa được khai thác sử dụng hiệu quả gây thất thoát lãng phí, tình trạng quảng cáo sao vặt đang tái diễn. Việc bố trí hoạt động cho các hộ buôn bán cây cảnh, đầu tư cơ sở vật chất cho trường tiểu học Phan Đăng Lưu cũng được các cử tri ý kiến tại buổi tiếp xúc. Mong các cấp ban ngành quan tâm xét nghiệm giúp đỡ cho hộ nông dân của 12 hộ đường Lê Thanh Nghị được có công ăn việc làm, được có đời sống được ổn định, chỉ còn mong như vậy. Còn bên cái chỗ mà bên hội để nắm được bên thông của chỗ metro á, là con đường rất ngắn, không có dân, chỗ đó có thể là cho chúng tôi làm ở đó. Dưới áp lực về số lượng học sinh đầu cấp hàng năm tăng, cơ sở vật chất và phòng học của trường tiểu học Phan Đăng Lưu hiện nay vừa thừa thiếu phòng vừa xuống cấp nghiêm trọng. Thiết nghĩ lãnh đạo các cấp cần phải xem xét đầu tư để phục vụ việc dạy và học cho con em trên địa bàn phường. Năm 2021-2022, nhà trường có 36 lớp học, nhà trường đã gom lớp để đảm bảo đủ phòng cho các cháu. Tất cả các phòng bộ môn, phòng chức năng đều được nhà trường sử dụng làm phòng học, thậm chí còn dùng toilet để che chắn khu vực phục vụ sinh hoạt ăn uống cho học sinh để làm phòng học. Khẳng định những ý kiến của cử tri luôn được các cấp chính quyền thành phố lắng nghe, giải quyết kịp thời, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, 5 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tăng trưởng khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thời gian tới, thành phố tiếp tục kiến nghị Trung ương để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các kết luận thanh tra, kiểm toán để tạo điều kiện huy động nguồn lực phát triển thành phố, để mà thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, tiếp tục kêu gọi xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.